Còn có chui vô đồ. Để cho nó cái khăn cô ngoại kìa, cái áo cô ngoại á. Qua đây ngồi. Đây nè, à, không chạy đâu được đâu. Em hỏi lần coi nó đi chứ. Ít gì vậy Khang? À, em thấy nó quận quận rồi đó. Nó sắp lên rồi đó. Đừng có chui vô áo. Con gãi cho nó ăn đi. Mới câu đây cái nó nhát. Hay là nó đang giảm cân? Thì đúng rồi, thì nó đang giảm cân. Hổm gà nó mập lắm rồi, giờ nó giảm cân. Dù bạn dẹp đi
đi về đây. Đọt su hả mẹ? Đây là trái su. Suối. Là chanh dây hả mẹ? Chanh dây hả? Cái này nè. Anh có được như vậy thì cũng quý lắm mà. Chúc bỏ về làm ẩm thực ngoại làm, quay quay cảnh ngoại hái rau rồi nấu ăn rồi ở trên kia có ẩm thực ngoại làm, mình về mình làm vlog ẩm thực ngoại làm. Cá hồi sáng cái gì vậy? Cá nó ăn chưa? Cá nó ăn gần hết rồi. Chứ là cá nó ăn chưa nè. Mẹ nói bên này nó ăn không được sơm tụ như mỗi khi. Ủa, mẹ xuống tới đây luôn hả? Ừ. Mẹ xuống tới dưới này luôn hả? Ừ. Cái bờ của mình mà không, mình đâu không được. À, cái chỗ này là mình chặn cái suối lại hả mẹ? Mình chặn đây này cho nó khổ xuống đây chứ không làm một cái chỗ để nước không lên hồ này. Dạ. Ờ, giờ nhìn ngoài này đọt quá trời luôn đó. Nhìn ngoài này đọt quá trời luôn. Ý là nhìn ngoài ngoài mé này nhìn vô á, đọt nhiều quá. Rồi trái su cũng quá nhóc trên nè. Chắc không quá mẹ. Con nghĩ cái loại này tại ở dưới người ta không ăn á. Có thể là không ăn á. Đưa tay kia cho ba nắm đi. Tay này. Dạ đây. Em ơi. Ra đây nè, nó nghe nè. Ra đây. Thì cứ ra đây đi. Đúng rồi. Đứng đây. Chị Khang đứng đây. Em sao không ra? Thank you.
À, tới đây thôi Khang ơi, vô nữa là muỗi cắn đó coi. Rồi chặt mía. Trúng gì vậy? Đấy, chí khang cười. Ôi cá nó quậy. Bỏ cái đọt lại, đúng rồi đó. Đem khúc đó vô. Đi Khang. Đi. Đi vô. Gì? Chuỗi có cái đọt này đọt chanh dây không phải đọt đó mẹ. Rồi từ 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 rồi, diễn giả lại cái coi là tức là sao nó lại rồi. Lấy cái đọt lên là để ép nữa. Để lấy tới cái khúc nào mà nó còn xí 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 thôi. Chưa. Cái mắt nhỏ là dặn lấy luôn. Tức là cái đoạn ngắn dặn lấy luôn. Một người dân nông dân trồng mía cho hay đó giờ không biết điều đó. Cái người nông dân trồng mía là nó có nhiều mía. Cái người nông dân không biết tiết kiệm cây mía. Té đó. Té đó. Giờ không chơi đâu.
té cái này là ông ngoại mày chửi thôi luôn á. Ủa cái này để đâu vậy ta? Của đem lên hết rồi. Còn anh giữ thì em giữ giùm anh trái đi, nó muốn tụt rồi. Đi vô thử coi. Cho anh đi kéo cá. Không có gì hết. Cái gì? Lại. Mày có đi lấy cái mía không? Hả? Thôi giờ lấy đi. Giờ lúc nào lấy mía. Rồi đi lên thôi. Đây, có nước kìa Khang. Tí. Nấu nghe thì bát đi. Lên, lên. Ủa xong hả? Vậy thôi ha. Để anh hình anh dùng những hình ảnh gái đẹp để anh câu view. Gái đẹp dữ. Mệt quá. Đúng là nông dân chặt mía chất lượng. Hình ảnh đây xin giới thiệu mọi người, đây là phương pháp chặt mía năm 2023 đến từ nông dân Rian. Không ở trên nông dân, trên nông trường mía của người ta ăn gì không à. Ôi con không chết đâu. Mẹ đã mở đèn rồi. Mở đèn điện thoại luôn. Nãy chút nó nói là nói cái đó đó. Ngồi vô tức mày đó. Mày chạy. Mày ta tự phải sướng chứ.
giảm sợ thích á. Chú có ít bữa nó vuông nè. Nó hôi thì nó đi chơi nhiều hôi kiểu đi đâu đi chứ nữa. Khỏe hay không? Dạ, 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 ngủ, dạ, 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 cha qua kia ngồi kìa, con qua kia ngồi, qua bên kia kìa, qua bên đó, bên đối diện á, qua đối diện ba lấy hình mới được. Ừ, qua đối diện đi, qua giữa bà, qua giữa bà nội với ngoại bà cố á. Hiểu không, nói tiếng Việt mà trời. Lấy cột lại chứ hơn gì mà ư. Lại giờ tới trung thu ta đi rước đỡ nha, đi trễ làm sao mua bánh tráng được chưa? Lấy mai đi, sáng đi. Sáng đi là đi chợ chứ không có dạo đâu được chứ, ấm áp cái gì nữa. Sáng đi ra mua bánh tráng anh đi về. Mất vừa buổi tối được nhở? Ừ. Mất vừa buổi tối còn nhanh hơn buổi sáng á. Bánh mất bao nhiêu cũng bán á. Vừa buổi tối nhanh lắm, không có khách. Chứ khi không thì lấy cái xe cho bà cố chơi trời. Với mẹ, mở cửa xe mẹ bóng tay bỏ tao kìa. Được bật cửa như thế. Ê nhỏ, còn cái cây này thì đem đi chứ nào, cái nơi còn nhắc ta bưng đi, rồi trồng cái gì, hay là giờ đi mua cái chậu, ngắm cái chậu, cái chậu nó nhỏ hơn, chưa có chậu, cái đó cái gì đó, nó trồng cho mấy cây hả? Trời ơi trời. Cái đó gốc rồi luôn chứ. Ấy vậy sao ăn nổi. Mà em cạo gì là sao ăn nổi. Mía. Nhà không ăn giả hả? Chơi. Nhỏ này túm túm qua để quay qua cái cảnh ấy coi. Đó. Rồi chặt đi. Con rồi mối nó kinh thiệt. Nó
Nhưng mà mềm 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 mà ăn mềm nữa không? Đây đang có view nhìn thuốc nè, đẹp ghê. Kêu ngộ vậy. Hạ thấp tôi lấy xuống nữa. Đưa lấy đầu xuống. Vậy là ăn dữ chưa? Ăn vậy có nước gì đâu. Điện thoại anh không gà không có gái. Em qua em đứng đây có ba gái kéo view vô điện thoại nè. Chơi chứ làm đi cho mình lưu lại những kỷ niệm mà năm sau cái nhà này, năm sau mình về mình ăn mình quay tiếp. Ở giúp năm rồi mới ăn mía nha, làm sao không học ăn mía kiêng mía nha. Không về bữa sau làm sự kiện kiêng mía, kiêng chuối, kiêng bắp chị. Bữa sau đó là món món tỵ của bên ngành em á. Ăn là bể xô, ăn mấy đó là bể xô. Thì giờ em ăn ở nhà bể xô. Tại sao? Hả? Tại vì bên ngành sân khấu với sự kiện có tỵ ba món đó. Chơi vậy? Ừ. Có hả? Có, ông tổ ngày xưa ông tổ kiêng cho ăn mày luôn, kiêng cho ăn xin, kiêng cho tiền ăn xin luôn. Trước sự kiện đứa nào uống nước mía là phải là cái loa để không có lên lo không lên đèn không sáng. Mấy vụ này có thiệt nha. Thiệt hả? Nên là cho anh gặp anh mới tin nha. Cái hồ có gì có kim nó gặp. Dạ thôi gặp anh mới tin. Anh không biết không, cái đèn ở nhà anh tiếng nó sáng. Nhưng mà tới khi mà anh lên sự kiện đúng không, anh treo đèn lên, đèn nó hết sáng, nó sợ độ cao. Đèn nó sợ độ cao. Cơm mới lụng cái hồi chiếc miếng.